Ngô Thị Sĩ sinh ngày 15 tháng 10 năm 1726, tự là Thế Lộc, hiệu là Ngọ Phong, đạo hiệu là Nhị Thanh Cư Sĩ, quê ở làng Tả Thanh Oai, trấn Sơn Nam, nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông sinh ra trong một dòng họ lớn ở làng, có nhiều người nổi tiếng hay chữ. Ông nội Ngô Thị Sĩ là Ngô Chân, hiệu Đan Nhạc, là một người nổi tiếng về sức học uyên bác và tài văn chương, được người đương thời liệt là một trong bảy con hổ của kinh thành Thăng Long, Trường An Thất Hổ. Ngô Thị Sĩ là con trưởng Ngô Thị Ức, cũng nổi tiếng hay chữ. Năm 14 tuổi, ông Ức đỗ thứ hai kỳ thi hương, nhưng sau đó hỏng liền hai khoa thi hội nên không để chí vào khoa cử nữa. Khi Ngô Thị Sĩ lên 10 tuổi thì cha mất. Thuở nhỏ Ngô Thị Sĩ nổi tiếng thông minh, hiếu học, học vấn uyên thâm và có tài về văn chương. Nhà nghèo, ông có làm bài trách bần quỷ văn, văn trách con quỷ nghèo, được khen ngợi và truyền tụng nhiều đời. Từ 7 đến 11 tuổi, Ngô Thị Sĩ được ông nội rèn dạy. Sau đó ông được cho ra Thăng Long theo học các bậc danh nho như Nghiêm Bá Đĩnh, Nhữ Đình Toàn. Năm Quý Hợi 1743, Ngô Thị Sĩ thi đỗ hương tiến tức cử nhân nhưng bị hỏng khoa thi hội ngay sau đó. Ngô Thị Sĩ học giỏi nhưng thi cử lận đận vì những ý tứ mới lạ và văn chương phóng khoáng của ông không hợp với các quan trường. Tiếng tăm ông lừng lẫy càng làm cho người ta thành kiến. Ở các kỳ thi hội, người chấm cứ tìm các bài văn đoán là văn Ngô Thị Sĩ thì để hỏng. Năm 1752, Ngô Thị Sĩ lại đi thi hội nhưng bị khảo quan Trần Tố đánh hỏng. Chúa Trịnh Doanh rất tiếc, chốt chức của Trần Tố và trao cho Ngô Thị Sĩ chức thiêm tri công phiên thẩm ứng vụ. Trước đó ông giữ một chức nhỏ trong binh Tào. Năm 1756, nhân đỗ đầu một kỳ thi tuyển người, Ngô Thị Sĩ trở thành một thành viên trong văn ban của phủ Chúa Trịnh. Được giao trách nhiệm soạn thảo giấy tờ và làm tùy giảng cho con chúa là Thế tử Trịnh Sâm. Năm 1761, ông được sai làm bạn tiếp, tiếp sứ Thanh sang Sắc Phong và điếu tang Lê Ý Tông. Năm 1763, ông được cử làm cấp sự trung công khoa. Năm 1764, ông làm giám sát ngự sử đạo Sơn Tây, rồi đốc đồng Thái Nguyên 1765. Năm Bính Tuất 1766, đời Cảnh Hưng, ông thi đỗ Hoàng Giáp. Năm sau 1767, được thăng Đông Các Hiệu Thư, rồi đổi làm hiến sát sứ Thanh Hoa, tức Thanh Hóa. Khi ở đây, ông khai thác núi Bàn A, dựng chòi xem sóng biển và lập hội quan Lan Xào, tự mình làm hội trường. Năm 1769, Ngô Thị Sĩ được về triều. Năm sau 1760, làm tham chính Nghệ An. Năm 1771, ông coi việc chấm thi ở trường thi Nghệ An, bị Nguyễn Văn Chu người ở Hà Tĩnh, kiện vì ăn của đút của học trò, bị án hoàn dân thụ dịch, nghĩa là trả về làm dân chịu sai dịch vào năm 1772. Năm 1774, Chúa Trịnh Sâm đi tuần phương Nam, biết Ngô Thị Sĩ bị oan mới có ý cất dùng. Năm 1775, cho triệu ông vào kinh giữ chức hiệu lý viện Hàn Lâm, kiêm hiệu chính quốc sử, sau đó thăng thiêm đô ngự sử. Năm 1777, ông được bổ làm đốc trấn Lạng Sơn. Trong thời gian ở đây, sau khi ổn định được tình hình địa phương, giúp dân an cư, ông đặt doanh Lộc Mã, dựng đình Kinh Lược, sửa sang động Song Tiên, khai thác động Nhị Thanh làm cho nó trở thành một thắng tích. Cuối năm Canh Tý 1780, Ngô Thị Sĩ mất ở nơi đó lúc 54 tuổi. Ông bước chân vào Hoạn Lộ, trở thành nhà chính khách vào khoảng năm 30 tuổi. Chậm một chút bởi vì xuất thân từ một gia đình rất nghèo. Nhưng mà vì có chí học hành, có chí thi để làm khoa cử, cho nên trước khi đỗ đại khoa, thậm chí là đỗ đến đình nguyên, nhưng mà năm ấy không lấy trạng nguyên, không lấy tam khôi, cho nên Ngô Thị Sĩ vào cái năm 1766 ấy, ở cái tuổi 41, chỉ đỗ Hoàng Giáp tiến sĩ, nhưng mà danh vang bốn biển bởi tài học. Tình cảnh Ngô Thị Sĩ cũng là hiện tượng khá phổ biến của tầng lớp nho sĩ trí thức đương thời. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ vẫn tha thiết với đất nước, vẫn mang hoài bão tri quân trạch dân,
và họ trăn trở rất nhiều trước thời cuộc. Ngô Thị Sĩ cũng vậy. Hơn 30 năm làm quan, ông đã đề xuất nhiều vấn đề và trực tiếp đối thoại với phủ chúa. Đó là các đề nghị chấn chỉnh thi cử, sửa đổi chính sách thuế khóa, chiêu tập nông dân phiêu bạt về khai hoang, hạn chế việc nhà giàu chiếm đoạt ruộng đất, nghiêm trị bọn quan lại hà hiếp dân, phòng thủ biên giới. Ông đặc biệt thông cảm và dành nhiều ưu ái cho từng lớp học trò và nông dân. Vào thời điểm bấy giờ, khi bộ máy quan liêu đã hết sức sa sút, một người có nhân cách cao đẹp như ông thật hiếm có. Ngô Thị Sĩ là một trí thức có nhiều hoài bão. Suốt đời ông theo đuổi lý tưởng là một người có ích cho dân, cho nước. Trong chính trị, có thể ông không thành công, nhưng trong sử học, văn học, ông có rất nhiều đóng góp. Ông thực sự có vai trò người sáng lập Ngô Gia Văn Phái. Ông là một nhà sử học lớn với nhiều tác phẩm, Việt Sử Tiêu Án, Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, một phần Đại Việt Sử Ký Tục Biên. Lối chép sử của ông có tinh thần dân tộc, có nhiều phát hiện và có phong cách khoa học. Việt Sử Tiêu Án, Đại Việt Sử Ký Tiền Biên của Ngô Thị Sĩ là hai công trình có giá trị lớn. Ở đó, thể hiện rõ Ngô Thị Sĩ là nhà sử học vừa có tinh thần làm việc khoa học cẩn trọng, có nhiều phát hiện mới và suy nghĩ riêng, vừa có ngòi bút viết sử sinh động, lôi cuốn người đọc. Nhà sử học lỗi lạc Phan Huy Chú đã có những dòng lưu bút về ông như sau. Tổ tiên ông trước mấy đời theo nghiệp nho, lúc trẻ ông sẵn nề nếp gia đình, càng chăm học, do văn chương mà được nổi tiếng. Trong cuộc tuyển cử để lấy người, ông được đứng đầu, rất được nghị tổ Trịnh Doanh yêu và chú ý. Nhà vốn nghèo mà chí không nhụt, lúc tạm giữ chức thiêm đô ngự sử, ông có điều trần bốn việc, xin định rõ phép khảo xét các quan, xin sửa sang luật lệ kiện tụng, xin truy tôn bậc tiên nho, xin sửa lại thể thức làm văn. Ông lại điều trần về việc binh, việc dân, chúa đều khen ngợi và nghe lời. Qua một tháng, ông được sai ra trấn Lạng Sơn. Bấy giờ hạt Lạng Sơn đói vì mất mùa, dân bảy châu phần nhiều đi nơi khác và chết đói ngoài đường. Khi ông đến tìm cách cấp cứu, rồi chiêu dụ dân lưu tán về khai khẩn ruộng hoang, tự mình đôn đốc việc cày bừa để khuyến khích dân biên giới. Đến vụ gặt mùa lúa tốt lắm, do đó trộm giặc tiêu tan, trong hạt yên ổn. Khi việc tuần phòng rỗi rãi, ông lại nhởn nhơ nơi núi khe, tìm chốn thanh u, dò nơi hiểm trở. Không có chỗ nào ông không đến. Ở phía bắc trấn thành cách sông, ông mở mang động Nhị Thanh làm cảnh trí rất lạ. Khi việc quan thông thả, ông thả thuyền tới động, leo lên bậc đá ngâm thơ, uống rượu, thật là hứng thú, phóng khoáng. Qua hàng loạt các bài biểu, bài khải, Ngô Thị Sĩ Việt Tâu lên triều đình chứng tỏ ông là nhà chính trị có tầm nhìn xa trông rộng, có tâm huyết và có nhiều ý tưởng cải cách nền chính trị đương thời, với mong muốn làm cho xã hội ổn định, nhân dân được sống lao động yên vui. Song có lẽ nổi bật nhất ở Ngô Thị Sĩ là chất cận đại trong thi pháp của ông. Đó là chất văn xuôi, chất đời sống thường xuất hiện đậm nét ở mọi thể loại. Có thể gặp trong tác phẩm của ông những con số thống kê có thực, những cảnh thực, người và chuyện thực. Điều này là mới mẻ so với bút pháp ước lệ, khoa trương, tượng trưng của văn học thời trung đại. Ngô Thị Sĩ cũng có thể xem là nhà thơ tình sớm nhất của văn học Việt Nam. Có lẽ trước ông, không tìm thấy trong văn học nước ta, nhà văn nào có cả một tập như tập Khuê Ai Lục nói về người vợ, người tình một cách thâm trầm da diết như vậy. Ngoài ra, thơ đề vịnh của Ngô Thị Sĩ cũng được bộc lộ những tính cách hào hoa, tâm hồn phong phú và nhạy cảm của ông trước cảnh đẹp của quê hương đất nước. Thơ cũng như văn xuôi, bàn chuyện chính sự hay bộc lộ tình cảm trữ tình, ngòi bút của Ngô Thị Sĩ thường khoáng đạt, đa dạng và hướng tới đời sống thực, ít dùng lối ước lệ tượng trưng. Gia đình Ngô Thị Sĩ vốn nghèo, song ý chí quyết vươn tới thành đạt của ông thật là bền vững. Ý chí ấy được nói rõ trong nhiều áng thơ văn, mà tiêu biểu nhất là bài văn hài hước nổi tiếng, bài văn trách con ma nghèo. Ở đó, Ngô Thị Sĩ tưởng tượng ra một con ma nghèo ngồi đối thoại với ông. Nó nói, ông vốn là người khá, suy có một chữ kiêu, chữ phóng vẫn còn lờn vờn trong lòng, ví như nước giếng ngọt ngon, song chưa trong suốt đến tận đáy. Vì vậy nên tôi chủ trừ chưa đi, muốn hết lòng uốn nắn ông, như luyện vàng, như nắn trúc, để cho ông lão luyện việc đời, rồi mới lập được công danh to lớn lâu dài. Ngô Thị Sĩ có khá nhiều câu toát lên một triết lý sống lạc quan, trong chỗ rất nguy mà lại không nguy, trong đau khổ thường sinh sáng suốt. Tính hài hước, tính lạc quan cũng là một phong cách văn chương Ngô Thị Sĩ. Ngô Thị Sĩ quan niệm, văn chương phải thiết thực, hữu dụng. Ông đã phá lối thơ chuộng hình thức phù phiếm,
Ngô Thị Sĩ tỏ ra luôn thích sự mới mẻ, không bị phong cảnh tầm thường bó buộc, và ông cũng luôn thích sự sáng tạo mang cốt cách riêng. Ngô Thị Sĩ sáng tác khá nhiều thơ, và thơ Ngô Thị Sĩ quả là mang phong cách của một đại gia, một đầu óc có học vấn lớn, nhưng không phải vì thế mà kém đi phần bay bổng thơ mộng. Ngô Thị Sĩ đã sáng tạo và để lại một sự nghiệp rất đồ sộ, bao gồm cả những công trình trước tiên là về học thuật, trong đó có việc mà thảo ra những áng văn, những kiến nghị chính luận về phương diện chính trị học. Ông là nhà mà nêu ra được rất nhiều kiến nghị giúp cho triều đình Lê Trịnh thời bấy giờ và giúp cho cả dân chúng thời bấy giờ nữa, bởi những lời nói thẳng xuất phát từ trái tim trung thực của ông. Thì những cái điều kiến nghị của ông rất phong phú về việc tổ chức giáo dục, tổ chức thi cử, tổ chức quan lại và đặc biệt cả tổ chức binh nghiệp nhé, ta gọi cái theo cái tiếng thời ấy là binh chế, chế độ quân sự. Thì những cái án văn chính luận hoặc kiến nghị điều trần của Ngô Thị Sĩ về phương diện này là rất quan trọng. Nhưng mà ông lại còn là một nhà sử học rất uyên bác, đã từng thụ chức ở Hàn Lâm Viện rồi ở Quốc Sử Quán, là những cái cơ quan văn hóa chuyên trách về việc giấy tờ, văn thư và đặc biệt là lịch sử và sử học. Cái công trình tiêu biểu của ông khi tòng sự, khi làm việc ở Quốc Sử Quán, lúc bây giờ là bộ sách Việt Sử Tiêu Án, đến bây giờ vẫn còn vô cùng nhiều giá trị. Ở đó ông bình luận và đặt lại rất nhiều vấn đề về lịch sử, về sự kiện, về nhân vật, và đây thì đều có một cái tư duy cũng như là phương pháp lập luận và những cống hiến rất đặc sắc để làm phát triển nền sử học của nước nhà ở thế kỷ phục hưng văn hóa là thế kỷ 18 ấy. Theo các học giả đương thời nhận xét thì Việt Sử Tiêu Án đã sửa chữa những chỗ sai lầm của sử cũ, lối viết kỹ lưỡng có cây cứu rõ ràng. Riêng bộ Ngô Gia Văn Phái là một bộ tàng thư gồm nhiều quyển, nhiều người viết do Ngô Thị Chí khởi soạn. Sách có hai bài tựa, một của Phan Huy Ích và một của Ngô Thị Chí. Hiện nay tại Thư viện Quốc gia Hà Nội còn tàng trữ nhiều bản. Nam Quốc Vũ Cống do Ngô Thị Sĩ biên soạn và chú giải rõ về địa lý nước ta, tiếp theo sách Ức Trai Dư Địa Chí. Cuối sách có phụ thêm bài bổ sung và bình luận của ông rất rõ. Với nội dung và số lượng phong phú của hơn 2.000 trang tác phẩm, Ngô Thị Sĩ đã là một tác gia lớn không chỉ của dòng họ Ngô Thị. Ông đã đóng góp nhiều tư liệu quý qua hai hội sử Tiền Biên, Tục Biên, đồng thời còn là một ngòi bút bình luận sử, bình luận văn chương sắc sảo, nhiều ý kiến mới và giàu chất trữ tình qua Sử Việt Tiêu Án. Ngô Thị Sĩ sáng tác nhiều nhưng tự chung có thể quy vào bốn đề tài lớn: nông thôn, kẻ sĩ, quan chức, tình yêu và hạnh phúc gia đình. Bốn mảng đề tài đó trong văn học các thế kỷ trước cũng được đề cập đến, nhưng đặc sắc riêng của Ngô Thị Sĩ là cách lý giải, nhìn nhận. Tài năng Ngô Thị Sĩ được tạo thành từ nhiều nguồn. Tuy nhiên, điều kiện quan trọng nhất để Ngô Thị Sĩ có được sự nghiệp trước tác phẩm phong phú là tinh thần lao động nghiêm túc, say mê và tính năng động, sáng tạo trong học tập. Tất cả những điều đó cũng xuất phát từ một tấm lòng yêu dân, yêu nước, một tấm lòng đôn hậu, giàu tinh thần nhân ái. Ngày nay xem xét toàn bộ cuộc đời hoạt động và trước tác của Ngô Thị Sĩ, xem xét những đóng góp của ông trên các lĩnh vực chính sự và trước tác, có thể khẳng định ông là một nhân cách đẹp, là một nhà văn, một nhà sử học có nhiều cống hiến, lãnh tụ của Ngô Gia Văn Phái và là một trong không nhiều nhân vật lớn, tiên phong của thế kỷ thứ 18.